và thân tâm an lạc ạ. Vâng, và vừa mới chiều nay thì còn ở cái thời tiết của thành phố Hồ Chí Minh rất là nắng và rất là nóng. Tối nay bay ra lại được hưởng không khí của mùa đông rất là lạnh này, nhưng mà hy vọng rằng hôm nay tiếng hát của Tùng Dương và Ngọc Khuê sẽ làm ấm lòng tất cả quý vị ạ. Và xin được hát bài hát đầu tiên, một ca khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên về mùa thu. Thôi thì bây giờ mùa đông đến rồi thì chúng ta nối tiếp một chút về mùa thu. Bài hát của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên có tựa đề là Mùa Thu Cho Em. Xin tất cả mọi người cùng có thể thuộc và hát theo bài hát này cùng Tùng Dương được không ạ? Các anh chị ở dưới nhìn rõ không ạ? Vâng ạ. Vâng, sẽ xuống ạ. Vâng. Cho nhạc to lên để hát cho nó máu ạ. Mang ai ân mang tình yêu.